Bảy cách lạy Phật là: nhất, ngã mạn lễ. Có người tuy lạy Phật nhưng ngã tướng không trừ, nên lại chẳng tự nhiên, đều có cảm giác tôi lạy Phật để làm gì? Sao tôi phải lạy Ngài chứ? Lạy Phật một cách rất miễn cưỡng, hoặc thấy người khác lạy, còn mình chẳng lạy, cảm thấy không thích hợp, cho nên cũng lạy theo, nhưng trong tâm bèn nghĩ, đây là mê tín, lạy có ích gì chứ? Đây là do còn tướng ta quá lớn, vẫn còn ngã mạn tồn tại. Thứ hai, cầu danh lễ. Nghe nhiều người khen ngợi nói người nào đó lạy Phật, lại tụng kinh, lại sám hối, thật là dụng công tu hành. Nghe người ta khen ngợi người đó tu hành, do đó họ bèn nghĩ muốn có được cái danh tu hành mà lễ Phật lễ sám. Tuy họ cũng tùy hỷ, nhưng họ chẳng phải lạy Phật một cách chân thật, mà là vì lạy danh cầu danh, tức chẳng phải vì tin, cũng chẳng phải vì không tin mà lạy, mà là nhìn thấy người khác lạy Phật, thọ được sự cúng dường, cung kính và khen ngợi, họ cũng muốn thọ người cúng dường, cung kính và khen ngợi. Thứ ba, thân tâm sướng hòa lễ. Nhìn thấy người ta lạy, tôi cũng lạy, họ lễ tôi cũng lễ, thân tâm chuyển theo người, họ như thế nào tôi cũng như thế ấy, chẳng màng lạy Phật có ích lợi gì hoặc chẳng có lợi ích gì, cũng chẳng màng là chánh tín hoặc là mê tín, họ lại chẳng có tâm cầu danh, chỉ là làm theo người khác, lễ lạy Phật như vậy cũng chẳng có công đức gì, cũng chẳng có lỗi lầm gì, chỉ bình thường mà thôi. Thứ tư, trí tịnh lễ. Thế nào gọi là trí tịnh lễ? Trí là trí huệ, tịnh là thanh tịnh, dùng trí huệ chân chánh thanh tịnh thân tâm của mình. Đây là người có trí huệ. Phương pháp lạy Phật thanh tịnh thân, miệng ý, ba nghiệp của mình. Khi bạn lạy Phật thì thân chẳng có phạm giới sát, trộm, dâm, cho nên thân nghiệp thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì cũng chẳng có tâm tham sân si, chỉ một lòng cung kính lạy Phật, cho nên ý nghiệp cũng thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì niệm danh hiệu Phật hoặc trì tụng kinh chú cũng không phải nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng bốn điều ác, cho nên miệng cũng thanh tịnh, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. Đây là bậc trí dùng trí huệ chân chánh để lạy Phật, gọi là trí tịnh lễ. Thứ năm, vào khắp pháp giới lễ. Khi lạy Phật thì phải quán tưởng thân ta tuy chưa thành Phật mà tâm tánh đầy khắp pháp giới, hiện tại đang lạy ở trước một vị Phật, đồng thời cũng lạy tất cả chư Phật khắp pháp giới. Không những chỉ lạy một vị Phật mà là ở trước mỗi vị Phật đều có hóa thân của tôi đảnh lễ cúi đầu, đồng thời đang cúng dường chư Phật Bồ Tát. Do đó có câu, tất cả do tâm tạo. Tâm đó của bạn đồng khắp pháp giới, thứ lễ lạy này cũng đồng khắp pháp giới. Bạn tu hành như vậy cũng đồng khắp pháp giới. Hết thảy 3000 đại thiên thế giới đều bao quát ở trong pháp giới. Thân tận hư không khắp pháp giới. Bạn hành cung kính lễ cũng tận hư không khắp pháp giới. Bạn đắc được công đức cũng tận hư không khắp pháp giới. Thứ sáu, chánh quán tu hành, chỉ thành lễ. Chánh quán là chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật. Lạy một vị Phật là lạy pháp giới vị Phật. Lạy pháp giới vị Phật tức cũng là lạy một vị Phật, vì mười phương ba đời chư Phật đồng cùng một pháp thân. Do đó, Phật Phật đạo đồng, chúng ta phải chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật,
tu hành, đừng khởi vọng tưởng, đừng có thân thì đang lạy Phật, còn tâm thì chạy đến rạp chiếu phim, hoặc chạy đến siêu thị, hoặc chạy đến vũ trường, quán rượu vân vân. Tóm lại, không cần mua vé mà đi đến các nơi, lúc trên trời, lúc dưới đất, có lúc chạy đến nửa ước, rồi chạy qua San Francisco. Họ tự cho rằng có thần thông, kỳ thực quỷ thông còn không có, mà làm gì có thần thông. Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi, khi lạy Phật mà khởi vọng tưởng, đó là quán. Chánh quán tu hành thì không khởi vọng tưởng, lạy Phật tức là một lòng lạy Phật, tâm không làm việc gì khác. Khi lạy Phật thì đừng khởi những vọng tưởng khác, đó gọi là chánh quán tu hành chí thành lễ. Tu hành như vậy, bạn lạy một vị Phật hơn hẳn trăm ngàn vạn vị Phật, cũng hơn hẳn những người khác lạy Phật trăm ngàn vạn lạy mà khởi vọng tưởng. Cho nên, tu hành thì bạn phải biết pháp môn đó và đắc được để mà vào. Nếu bạn chẳng biết pháp môn đó, tuy cũng lạy Phật, mọi người thì lạy Phật, còn bạn lạy Phật mà cứ khởi vọng tưởng, đợi tí nữa lạy Phật xong thì đi uống cà phê, uống rượu. Bạn cứ khởi vọng tưởng như vậy thì chẳng phải là chánh quán tu hành chí thành lễ. Như vậy thì sẽ chẳng có công đức. Thứ bảy, thực tướng bình đẳng lễ. Thực tướng lễ là lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Có người nói, tất nhiên lễ mà chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Vậy tôi chẳng lạy Phật, tức là lạy Phật. Chẳng phải nói như vậy. Ý nghĩa là, tuy bạn lạy Phật mà chẳng chấp tướng lạy Phật. Cứ chẳng phải nói, bạn không lạy Phật, tức là lạy Phật. Như vậy thì biến thành cuồng vọng. Loại người này hết thuốc chữa, không cách gì cứu được. Tại sao vậy? Vì sự chấp trước, tướng của họ quá ngu si. Thực tướng bình đẳng lễ là bình đẳng lễ lạy Tam Bảo, lạy cúng dường Phật Pháp Tăng, chẳng có sự phân biệt, một niệm chẳng sinh, một niệm chẳng diệt. Đây tức là Pháp Phật, Pháp thực tướng bình đẳng, chẳng sinh, chẳng diệt. Do đó có câu, một niệm chẳng sinh toàn thể hiện. Bạn chân thật lạy Phật, lạy đến một niệm không sinh, lạy đến không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, thì bạn với pháp giới hợp đồng một thể. Lúc đó mười phương thế giới hiện toàn thân, thân thể của bạn tuy đang ở đó mà lớn đồng pháp giới, tức cũng là thực tướng vô tướng. Thân đó của bạn cũng tức là pháp giới tức cũng là thân của bạn. Đây tức là thực tướng vô tướng. Bạn thấy đây có diệu chăng? Trước kia thân của bạn lớn chỉ bằng cỡ núi Tu Di, mà núi Tu Di thì ở trong pháp giới, giống như một hạt bụi ở trong pháp giới mà thôi. Đừng cho rằng núi Tu Di quá lớn, nhưng hiện tại núi Tu Di ở trong pháp thân của bạn, bạn bao hàm núi Tu Di. Bạn thấy đây có diệu chăng? Hết thảy vũ trụ, tất cả toàn vật đều bao quát ở trong tự tánh của bạn. Đây là một thứ thực tướng bình đẳng, một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn lạy Phật đến cảnh giới này, thì bạn nói chỗ diệu này, nói có hết chăng? Nói không thể hết được. Ha ha ha, 问什么的说